Ngày xưa, khi những đứa trẻ không chịu ngủ, bố mẹ chúng sẽ không được vỗ tay ở phòng bên. Thần Cát, vị thần của giấc mơ, sẽ đến và ném cát tiên vào mắt để du chúng ngủ, rồi móc mắt chúng nó. Nhưng mà đấy là chuyện tôi bịa thôi. Trong phim này, thần Cát vừa mơ lem lại thích du người khác ngủ. Tương truyền, vũ trụ sinh ra 7 anh chị em là các thực thể vĩnh hằng, gồm Mộng Đế, Thần Chết, Dục Vọng. Và mấy cái khác thì nếu có phần 2 tôi sẽ kể. Bạn chỉ cần quan tâm Mộng Đế, aka người du đá thủ vào giấc mơ, và Dục Vọng, thế thôi. Và sau đây là câu chuyện cổ tích về Spider-Man 3, người Cát. Vào năm 1916, tại lâu đài Cõi Mộng có cái cầu dài dài nhái nguyên si cầu vàng ở Đà Nẵng. Mộng Đế Morpheus đang lên đồ để vi hành, tiện đường đi tóm ác mộng Corinthian, kẻ đã trốn xuống thế giới con người, và đâm hai con dao của hắn vào những kẻ hắn thích. Corinthian đang hành sự thì chết mẹ, Mộng Đế đã tới. Morpheus sắp cho Corinthian bế quan nơi âm phủ, thì bất ngờ, những câu thần chú vang lên từ một nơi xa, triệu hồi và bắt nhốt Morpheus vào một căn hầm, và Corinthian thoát một kiếp nạn. Bằng máu và nước mắt, hỡi Phan Đạt Villa, hỡi Huy Bu thất sủng, hỡi những vót giờ bị quên lãng, ta triệu hồi các ngươi từ lòng đất để trả lại những thứ đã mất cho ta. Một tay pháp sư tên là Rubergress bất ngờ tóm được Morpheus bằng mấy câu chú. Thằng cha pháp sư chỉ muốn đòi tiền tài, danh vọng và sự bất tử của một vị thần, mà không biết việc bắt nhốt Morpheus sẽ làm cõi mộng sụp đổ. Mà thế thì con người sẽ không thể nằm mơ, nhiều người sẽ biến thành gấu Bắc Cực full time vì mắc bệnh ngủ đông mãi không tỉnh. Nhưng Rubergress hoàn toàn không ai biết tất cả đều là do hắn. Tay pháp sư tước đi bảo vật của Morpheus, viên hồng ngọc, túi cát và chiếc nón sắt, những thứ đem lại cho hắn sự giàu sang, quyền lực và gái. Rồi hắn nhốt Morpheus trần truồng trong cái lồng kính. Ngài Morpheus thì bị nhìn chằm chằm bởi các anh giai bảo vệ kỳ vơ lỡ. Rồi cả trăm năm trôi qua, đống bảo vật của Morpheus đã sớm thất lạc khắp nơi. Rubergress đã chết, nhưng vẫn còn đó thằng con của lão canh giữ Morpheus. Nhưng đây không phải là phim heo mà cứ bắt ngài trần truồng mãi thế được. Một ngày nọ, khi một tay bảo vệ đang hơi lim dim trên ghế, Morpheus đã du hắn ngủ bằng triết học Mark Lenin và thao túng hắn giải thoát cho mình. Anh bắt con trai Rubergress trả giá cho sự ích kỷ của hai cha con bằng cách mở bài chúc bé ngủ ngon, giọng ca Nguyễn Ngọc Ngạn. Trở lại cõi mộng, Morpheus liền triệu hồi tam thần nữ, những kẻ thông hiểu vạn vật, để tìm lại đống bảo bối của mình. Nhét lễ vật vào mồm ba bà già, Morpheus được hỏi ba câu: ba bà bán được con lợn nào chưa? Rồi, ba bà bán được con lợn xề chưa? Đéo phải tọc mạch. Còn một câu: nhanh con mẹ mày lên bà mày còn về trông cháu. Ức cái đờm à? Thế những viên hồng ngọc, cái nón sắt với túi cát của trẫm ở đâu? Cái nón sắt bị một con quỷ mang xuống địa ngục, còn túi cát nằm trong tay John Hanna Constantine. Viên hồng ngọc thì đố biết đoán xem. Viên hồng ngọc ở chỗ John Rubergress, con hoang của lão pháp sư Rubergress đầu phim với người tình. Chính ả nhân tình đã cuỗm đống đồ của Morpheus và giọt lẹ, bán túi cát cho một cô gái tên John Hanna, dùng nón sắt trao đổi bùa hộ thân với quỷ, giúp bà ta lão hóa chậm. Viên hồng ngọc thì được truyền lại cho thằng quý tử, chính là John. Nhưng thằng quý tử lại dùng viên ngọc giết người như ngoé, nên bà phong ấn thằng con trong bệnh viện. Giờ đây, hay tin Mộng Đế trở lại, bà già đến trả sự tự do cho thằng con, vì bà biết vận của bà đến rồi. Có vay có trả với ngài Morpheus, nhưng mà con trai mẹ không có tội. À, trừ tội giết người. Bà mẹ trao lại bùa hộ thân rồi rất hơi xuân. John dù lòng rất đau, nhưng cũng đi rất mau tới chỗ giấu viên ngọc, thứ biến những ước mơ của con người trở thành sự thật. Trở lại với Morpheus, anh đi tìm lại túi cát hiện đang ở chỗ John Hanna Constantine, thầy trừ tà mờ lem nhất mà tôi từng gặp. Morpheus được mục sở thị khả năng diệt quỷ của John Hanna, nhưng mà Morpheus không biết chơi đá nên là anh đéo kè. Cái anh cần là túi cát, thứ đang cất ở chỗ người tình cũ của Johanna. Khốn nạn thay, túi cát gây ra ảo mộng với người thường, rút cạn sinh lực của người tình. Morpheus xin lại túi cát rồi cuốn gói, và như một cách thể hiện sự xót thương, anh dùng một giấc mơ đẹp để tiễn đưa kẻ đang hấp hối kia, để cô đỡ sợ khi phải xuống kéo nhị cho Diêm Vương. Johanna cũng đau, nhưng mà làm sao đây, vai phụ của cô có thế thôi, chịu chả làm gì được. Còn Mộng Đế thì xuống địa ngục bằng túi cát để đòi lại món bảo bối tiếp theo, cái nón sắt. Xa xa nơi vùng đất chết của địa ngục, Phan MU đang mang lửa đi khắp nơi. Cổng vào địa ngục máu chảy lênh láng như chị em tới tháng. Morpheus vào gặp Lucifer, nguồn cảm hứng của bài hát Cháu Yêu Bà. Ta tuyên bố chúa tể địa ngục Lucifer, ngươi có nghĩa vụ chuyển vào quyền sở hữu của ta thứ tài sản gọi là nón sắt. Ta sẽ có nhiệm vụ chuyển vào quyền sở hữu của ngươi. Lời cảm ơn chân thành nhất. Nhưng Lucifer bảo: ơ, ai lấy? Ai biết gì đâu. Mày lên, mày biết gì đâu mà. Mày lên mà. Biết bà già này đéo có ý tốt, Morpheus quay đít, lôi ra cái túi cát, triệu hồi được tên quỷ giữ cái nón sắt. Nhưng luật làng là phải chơi theo format của cụ tổng, mà format tất nhiên đéo phải chơi hoàn tù tì mà là đấm nhau. Tên quỷ sứ nhờ cụ tổng Lucifer làm người đại diện, thế là một kèo đấm nhau bằng mồm được diễn ra. Chửi nhau thôi chứ đéo ai để trai trẻ đánh bà già trên phim. Tao là sói hung ác, tao là virus TikTok tiêu diệt mọi sinh vật.
chấp mấy con sói. Tao là cuộc đời, vì cuộc đời là vô tận, virus đấy có tuổi. Bố mày là bom men, vì bom men bíp bíp cuộc đời. Lucifer tím mặt, bà này định nấu cát thành thủy tinh, nhưng Morpheus nhanh mồm sổ dơ. Giờ mà giết em là cõi mộng sụp đổ, thế giới sẽ sụp đổ theo, lũ quỷ đó sẽ tràn xuống cướp địa bàn của chị. Lucifer đành ngậm bồ hòn làm ngọt, thả anh đi cùng với cái nón sắt. Cái nón cho Morpheus tầm nhìn, thứ mà startup nào cũng nghĩ mình có. Và thế là Morpheus nhanh chóng tìm ra viên hồng ngọc, thứ đang trong tay John Rubergrass. Nhắc đến John Rubergrass, lão này thuở thiếu thời từng bị bà mẹ lừa dối quá nhiều, đã thế còn gạt lão vào trại thương điên, chả khác đếch gì vào tù ra tội. Ừ thì nguyên nhân là do lão giết người không ghê răng thì bị giam là đúng rồi. Nhưng mà do bà mẹ lừa gạt khiến John mất hết lòng tin với thế giới, không muốn ai lừa dối mình nữa. John dùng viên ngọc xóa đi mọi lời nói dối trên thế gian, và ông lặng lẽ ngồi trong quán ăn nhỏ chiêm nghiệm về thế giới mới. Tôi không bị bia đia. Tôi thích lái máy bay. Trong thế giới không còn sự lừa dối, chỉ tồn tại hai loại người: BD hoặc thích lái máy bay bà già. Nhưng mọi người trong quán đã lao vào giết nhau vì sợ hãi sự thật rằng mình là bóng gồng. Morpheus sau khi lấy được nón sắt thì nhanh chóng tìm được vị trí của John. Anh tới gặp lão và định dở thói côn đồ. Tất nhiên vẫn là côn đồ mõm rồi, vì trai trẻ đánh ông già là đéo được. Morpheus bắt đầu dùng võ mồm rằng mơ ước là hy vọng của con người. Nhưng John dí b** vào ngay. Với lão, mơ ước chỉ là thứ dối trá để giúp nhân loại trốn tránh thực tại. Morpheus chẳng trách lão, John không ác, chỉ là lão đã khổ quá rồi. Nhưng mà tiếp chiêu đê thằng chó. Á hự, John đã mang viên ngọc tới cõi mộng. Ông lão đập anh quên tên ông bà già, nhưng mà không được quên Hoàng Sa Trường Sa là của Việt Nam. John thì chẳng ham hố quyền lực, ông lão chỉ muốn con người ở lại với hiện thực chứ không phải sống với ước mơ. Hạ Morpheus xong thì John phá hủy viên ngọc để cõi mộng sụp đổ. Tưởng đã win game nhưng a di đà Phật. Ngộ John, ngộ John. Ná Lý Tháo. À nhầm, chạy đi đâu. Ông già nằm gọn trong tay vị chúa của cõi mộng. Khi bị phá vỡ, quyền năng của viên ngọc đã được giải phóng và trở lại với người chủ Morpheus. Anh lặng lẽ vuốt mắt ông già, vì anh hiểu những gì người mẹ đã làm với John. Quá buồn cho một kiếp người. Nhưng mà cái đờ mờ ông mất nửa bộ phim để đi tìm lại mấy món đồ, xong đến lúc lấy lại được thì đéo bao giờ thấy Morpheus dùng bao giờ. Sau khi xong việc với John, Morpheus trở lại với việc tóm Corinthian. Nhưng từ từ đã, vì anh có hẹn với một người bạn. Vài trăm năm trước, Morpheus từng cố trừng phạt một tên người phàm kiêu ngạo, có tên là Robert Gatling, vì hắn bảo hắn đếch muốn chết và sẽ luôn như vậy. Mộng đế ok luôn, và ban cho Robert sự bất tử, để anh ta sống một cuộc đời cô đơn dài đằng đẵng, dài như là lưỡi của lê bống vậy, để chờ xem anh ta phải van xin để được chết. Morpheus giao hẹn với y, mỗi 100 năm sẽ gặp lại nhau một lần tại quán rượu, để Morpheus chống mắt lên nhìn Robert van xin được chết. Nhưng thần tính đéo bằng nhân tính, vì Robert mãi giữ thái độ lạc quan với cuộc sống, dù khi thịnh vượng cũng như lúc hoạn nạn, khi ốm đau cũng như lúc mạnh khỏe. Robert vẫn luôn sẵn sàng cười vào mặt Morpheus mỗi lần gặp mặt. Nói thế thôi chứ Robert quý Morpheus bỏ mẹ. Nhưng khi anh đánh bạn với mộng đế thì bị gạt phăng đi, vì thằng cha Morpheus mắc cỡ á. Nên Morpheus dỗi, thề đéo gặp lại Robert nữa. Và đúng thế thật, 100 năm sau Morpheus không đến gặp Robert. Thật ra vì anh đã lõa thể trong cái cũi chó. Giờ đây khi được giải thoát, Morpheus mò đến gặp lại người bạn cũ Robert, người vẫn luôn yêu quý anh, người đã sẵn sàng đợi anh 200 năm tại quán rượu này, người bạn đầu tiên mà Morpheus có. Sau đấy Morpheus trở lại với vấn đề chính của mình, Corinthian. Thật ra có một vấn đề khác cũng đã trốn khỏi cõi mộng, là ác mộng Gaunt. Và vẫn còn một vấn đề khác nữa, là có một cơn lốc từ đâu chui ra đang tàn phá cõi mộng. Cơn lốc này chính là Rose Walker. Là khứa nào thì giờ tôi kể. Ngày xưa, tại một ngôi nhà nọ, đang có một cuộc chia tay của những con búp bê phiên bản người mau già, nơi hai chị em Jet và Rose Walker đang thút thít. Cô chị theo mẹ đến chỗ đéo nào đó, thằng em ở lại cùng ông bố ở chỗ đéo nào đấy. Nhưng mà thân thế con bé này không hề bình thường. Cụ ngoại của nó chính là Unity, một triệu phú tự thân, và là bệnh nhân duy nhất tỉnh lại sau khi dính quả bệnh ngủ đông, cái căn bệnh bùng phát khi Morpheus bị bắt ấy. Quan trọng hơn cả, Unity là một cơn lốc giấc mơ, thứ đang phá hủy từ từ cõi mộng của Morpheus. Và cô bé Rose chính là hậu duệ của Unity, thừa kế sứ mệnh trở thành cơn lốc. Rose có thể đi xuyên qua các giấc mơ của những người xung quanh và làm rối loạn giấc mơ của họ. Những người xung quanh ở đây là bà cô hàng xóm của Rose. Cô đã gặp lại được người chồng đã chết trong mơ và tỉnh dậy với một cái bụng to đùng. Sau này, Morpheus biết được vụ này và đoán xem, Morpheus đòi tịch thu đứa trẻ vì nó sinh ra từ cõi mộng. Ok, dây 97 ở đa vũ trụ à? Người ta đem con bỏ 5 triệu, ông Morpheus này đéo khác gì ông ba bị, cướp con nhà người ta luôn. Trở lại với thực tại, sau khi mẹ mất, Rose bất ngờ đoàn tụ với cụ ngoại Unity. Bà già triệu phú bao phí ăn ở để giúp Rose đi tìm đứa em thất lạc Jet. Nhưng bố cô cũng đã mất và chả ai biết Jet ở đâu, trừ đám người làm công tác xã hội. Nhưng mà dân chủ không tiết lộ nơi mà Jet được nhận nuôi, vì thông tin cá nhân cũng như cuộn giấy vệ sinh cuối cùng đéo chia sẻ được cho ai hết. Thế là Rose phải tìm cách khác, và cách khác ở đây là đi ngủ. Trong giấc mơ,
Cô đi lạc và tình cờ tới được lâu đài của Morpheus. Morpheus biết vụ Rose là cơn lốc nên anh check ra phả con bé này. Nhưng mà anh lại không tìm được thằng bé Jet, nên là Mộng Đế biết ngay là một ác mộng dưới quyền anh, tên là Gault, đang giấu cậu bé. Thế là Morpheus bày cho nó đi tìm đứa em Jet trong giấc mơ, để anh có thể tóm được Gault. Cơn lốc có thể đi qua mọi giấc mơ và xóa nhòa bức tường giữa chúng, nên Rose dễ dàng tìm được Jet. Hai chị em đoàn tụ, Morpheus cũng đi cùng Rose để anh tóm được Gault. Thật ra Gault muốn Jet thoát khỏi hiện thực tàn nhẫn, vì thằng bé Jet suốt ngày bị bố mẹ nuôi bạo hành, ngày bị nhốt vào tủ đông, đêm thì bị ngủ dưới hầm cùng chuột. Gault giúp thằng bé làm siêu nhân trong giấc mơ của nó, nơi duy nhất thằng bé được tự do. Tiếc rằng Gault là ác mộng nên chỉ củ hành nó thôi chứ giúp đéo. Giờ đây Rose với Jet vừa mới được đoàn tụ thì Morpheus ấn nút nhớ, tắt giấc mơ, ai về nhà nấy. Vì Morpheus đã tóm được Gault và anh kệ thầy bọn Rose với Jet, anh ném Gault trở lại bóng tối vì Gault cố làm con người chìm trong giấc mơ. Còn Rose khi tỉnh lại đã kịp lần ra địa chỉ của Jet, nhưng mà thằng cha Corythian đã nhanh chân hơn cô. Đảo qua một tí về Corythian, sau khi thoát khỏi Morpheus ở đầu phim, Corythian vẫn đam mê sẽ gầy với người phàm, vẫn lấy trò giết người móc mắt làm vui. Đã thấy hắn còn xây dựng một fan club sát nhân giết người vì sở thích. Khi hay tin Mộng Đế đã trở lại, Corythian cố tìm ra Rose để cô bé phá hủy cõi mộng, rồi hắn sẽ được thoát khỏi Morpheus mãi mãi. Bằng một vài thao tác đơn giản, Corythian có thông tin của Jet từ chỗ đám dân chủ xử đẹp bố mẹ nuôi của Jet và đón thằng bé trước khi Rose tới. Với mồi nhử là thằng em trai Jet, Corythian đã dụ Rose tới và giao kèo với cô, vì thằng cha Morpheus sẽ giết cháu đấy cháu ơi, hắn phải bảo vệ cõi mộng khỏi cơn lốc. Nhưng Mộng Đế tới đây, ha ha ha, Mộng Đế á hự. Hóa ra Rose mạnh hơn và làm chủ cõi mộng, Morpheus bị yếu đi. Nhưng Corythian nâu đầu nâu đo, vì Morpheus nhanh chóng lấy đại nghĩa thắng hung tàn, lấy văn vở thay cường bạo. Vì nếu cõi mộng sụp đổ, con người sẽ chết hết, bao gồm cả những người mà cháu yêu thương. Thế là Rose lại về chính đạo, và Corythian như bài hát của Trịnh Công Sơn, hạt bụi nào hóa kiếp thân tôi. Sau khi Rose đưa Jet thoát đi an toàn, đêm đó cô gặp lại Morpheus. Cô thấy cơn lốc, thứ đang cuốn đi cõi mộng, cuốn đi những người mà cô thương yêu, xóa sổ cả thằng em Jet. Nhìn thấy hậu quả của cơn lốc, Rose sẵn sàng hy sinh mạng mình để nhân loại được sống. Nhưng phút cuối thì bà già Unity xuất hiện, chết thay cho cháu gái. Vì đúng ra bà này là cơn lốc, nhưng do bệnh ngủ đông nên trách nhiệm bị truyền xuống con cháu. Rose tỉnh dậy, cõi mộng đã an toàn. Còn Morpheus đi chào hỏi gốc rễ của vấn đề, chính là thằng em Dục Vọng. Vì chính Dục Vọng đã ABCXYZ với bà già Unity trong cơn mơ dài, khiến Unity là bệnh nhân duy nhất tỉnh lại sau khi mắc bệnh ngủ đông. Và thế là con cháu của Unity sẽ có huyết thống của các vị thần. Nếu Morpheus giết Rose, aka cơn lốc, anh sẽ bị trừng phạt vì giết người cùng huyết thống. Nhưng đéo ai ngờ là Unity lòi ra thế mạng. Mộng Đế dọa cắt rái thằng em Dục Vọng rồi bỏ về. Trong khi đó, Lucifer Morningstar đang có toàn tính mới để hạ bệ kẻ thù Morpheus. Và trên đây là toàn bộ recap của The Reviewer về Spider-Man 3 Sandman. Tôi còn quại, xin chào và hẹn gặp lại.